đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đi theo một tour du lịch với chúng tôi mãi ở tận Đại Hàn, tức là Nam Hàn mà hồi xưa mình gọi là Đại Hàn. Và cái chuyến đi này đó, đặc biệt là chúng tôi đi theo phái đoàn quốc tế nhiếp ảnh. Và đứng bên cạnh của Thu Nga đây là tất cả những người ở trong phái đoàn, nhưng mà cái người mà nhiếp ảnh gia, một trong những nhiếp ảnh gia đó là anh Lại Đình Đán. Thì anh sẽ cho quý vị biết về cái chuyến đi này nhiều hơn. Và đây là chuyến đi từ Hoa Kỳ sang tới Đại Hàn. Xin anh Lại Đình Đán có thể là cho biết cái chữ mà FIF là có nghĩa là gì ạ? Chữ FIF viết tắt của tiếng Tây là Federation International Dark Photographic. Và hôm nay là đại hội như thế nào anh? Hôm nay là cứ 2-3 năm có một cái conference, congress, tôi kêu là congress, để tập hợp tất cả những nhiếp ảnh gia của hội viên FIF đến đây để conference. Tức là đại hội đó. Thì anh có phải là một hội viên không anh? Dạ, thưa chị, đúng ạ. Dạ. Anh gia nhập hội viên bao lâu rồi? Dạ, cũng được 3 năm rồi. Dạ. Như vậy là trong cái chuyến đi này thì có những cái cuộc thi nào hay là chỉ conference mà thôi? Và anh đã gia nhập cái hội mà FIF này bao lâu rồi thưa anh? Tôi gia nhập cái hội này 7-8 năm nay rồi. Nhưng mà cứ 2-3 năm có một cái conference ở trên toàn thế giới. Có thể là nó sẽ mua từ nước này qua nước khác. Năm nay thì ở Đại Hàn. Dạ, như vậy là nếu mà mình muốn gia nhập, muốn làm hội viên á, thì mình phải có một cái entry nào để mà mình thi hay là sao? Muốn làm hội viên phải có người giới thiệu, phải có một ông thầy, ông ấy giới thiệu mình. Rồi mình gửi ảnh tới để cho người ta chấm xem mình có xứng đáng là hội viên hay không. Rồi với là tư cách của vợ có một hội viên FIF thì là chị có thể là cho biết trong những chuyến mà đi săn ảnh của anh thì chị có đi theo hay không? Dạ thưa tôi là Kim Lai, mỗi lần đi săn ảnh mà đi ngắn hạn thì tôi đi theo, nhưng mà có khi đi 2 tuần hay là 3 tuần thì chắc là không đi nổi, tại vì mấy ông nó đi khỏe lắm. Dạ, với lại chị Thu Nga có muốn biết về trong cái chuyến này bên cạnh cái hội họp mình còn có những cái tour du lịch rất là thú vị. Chắc chắn là như vậy, được cái chuyến mà du lịch đi rất là xa như vậy thì rất là thú vị. Và anh có thể là cho biết là cái cảm tưởng của anh khi mà đặt chân đến Đại Hàn. Dạ, đây là lần đầu tiên tôi đến Đại Hàn. Tôi thấy rất là đẹp và thoải mái, rất là thú vị cho cuộc sống của tôi từ trước tới giờ. Sẽ tính chụp ảnh tiếp phải không? Dạ, lẽ dĩ nhiên, phải đi chụp nữa. Rồi, còn chị thì đi theo có chụp ảnh không? Dạ, tôi thì không biết chụp ảnh, nhưng mà tôi đi theo bạn bè về ông xã tôi. Dạ, có một chuyến du lịch rất là thú vị. Đi conference, tức là đi đại hội thì chắc chắn cái chuyến mà đại hội này có nhiều cái mục rất là đặc biệt, thì anh Lại Đình Đán có thể là nói sơ qua thôi. Thì phần lớn là họ tổ chức cái conference để mà hội họp tất cả những nhiếp ảnh gia của FIF trên toàn thế giới, nói về mục đích nào đó, có một cái chủ đề nào đó, rồi họ sẽ từ được cái chủ đề đó họ sẽ có những cái phát triển ra những cái khác đó, nên như vậy. Dạ vâng, thưa quý vị, và chúng tôi đang đứng ở trước cái hotel gọi là Grand Ambassador, và đây là một cái hotel mà có là như là 5 sao. Rất là đẹp, rất là lịch sự. Và xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tường trình của Thu Nga từ South Korea, tức là Đại Hàn. Và như là chúng tôi có thưa với quý vị thì mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tường trình của Thu Nga. Và đêm hôm nay thì có một cái buổi tiếp tân rất là lớn tại Grand Ambassador Hotel ngay tại Seoul của Korea, tức là phía nam của Bắc Hàn. Và hôm nay thì có buổi tiếp tân để mà chào mừng lần thứ 33. Đây là một đại hội của các nhiếp ảnh gia mà có tên là FIF. Và xin mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình của Thu Nga từ Seoul. Đây là buổi tiếp tân rất là sang trọng tại Grand Ambassador Hotel. Vâng, thưa quý vị, và đứng bên cạnh của Thu Nga đây là ông trưởng ban tổ chức. Sir, what's your name and you can tell the audience. Okay, my name is Silgun John. I'm the doctor of the American literature. How many countries attended today? Yeah, about 52 countries attended, including Korea. And then 380 people attended this Congress. Yes. Do you like to tell the audience why people should come over here and visit Seoul, Korea? I think that the many people in the world would like to see how the Korea
it has developed last the 50 years. We were very poor country and 50 years ago. Yes, and then we are developed, and also the Korea is the seventh and the largest economy in the country in the world. That's, I think, the main things they like to see Korea. Yeah. Okay. Also, they like to see the Korean culture, traditional cultures. Yeah, that's the most important point. That. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Yeah. 사진 촬영을 하면서 한국의 멋을 보고 한국인의 정을 느낄 수 있을 것입니다. 세계 각국의 사진 작가들이 각각의 시선을 찍는 대한민국 서울의 모습이 어떤 모습일지 정말 궁금합니다. I wonder what it looks like in Korea. Beautiful sceneries and beautiful photographs. Thank you. Everyone's camera, Hanukkah 고궁의 고풍스러운 분위기의 곡성, 생동감이 넘치는 한강과 명동거리 고궁과 한복. 박원순 시장님이 도착하셨다고 합니다. 박수, 큰 환영 부탁드립니다. Before we begin the performance, there is a Park Won-soon, mayor of Seoul, has come, arrived. Please give him a round of applause. 감사합니다. Your photo app in the lives of citizens of Seoul. Please enjoy this beautiful evening in Seoul and one of us. Thank you. And 모든 무대 앤솔 2분 Yeah, this is television nationwide and plus Australia and Canada also. Yeah, so Saigon Broadcasting Television Network. Yeah. Mr. Mayor, can you say something about how you feel today when with the FIAB 33rd. I'm very honored to attend this wonderful meeting of FIAB because, you know, the members of FIAB is very much interested in photograph and capturing the most important moment in the ordinary life. So, you know, nowadays everybody has carrying his cell phone, so all the people, I can safely say, they are also photographer. So how many times you attend this or you have this kind of event? Actually, this is the first chance for me to attend the FIAB Congress. Yeah. But, you know, in Seoul, we have so many different kinds of congress here in Seoul. So it's my, you know, usual work to be here, to be attending this international conference. And how do you feel about a photograph? You think it's very important for the people who live in on the earth? Right. I think, you know, the memory is the most important part of life in everyday and every individuals. So, you know, we are missing very important moments and you know, event or friends with one copy of photos. Right. So, you know, photograph is playing a great role for the many citizens to remember, you know, the important moments in their lives. Yeah, and thank you very much. Would you like to tell the audience to come to see you? Seoul and Korea is a country, a city, which have long history. But at the same time, the Seoul has the very modern, you know, civilization, such as, you know, many developed industries at the same time. So, you know, the visitors from outside can enjoy the two dual aspects of modernity and history together. Thank you very much. Enjoy your stay here in Seoul. Thưa quý vị, vừa rồi là lời tâm tình của ông thị trưởng
Thưa quý vị, thì ông nói rằng cái chuyện mà photograph, tức là những cái bức hình đó, nó rất là quan trọng và ông là enjoy. Tại ông nói là sau này những cái memory nó có đi, thời gian nó có qua đi, quá khứ nó có qua đi, nhưng mà những cái tấm hình đó là ghi lại cái kỷ niệm. Vì vậy cho nên là ông rất là thích cái hội mà Fire F này. Vâng, thưa quý vị, và đây là cái banquet của những người mà nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. Và đây là buổi banquet mà chúng tôi thấy rằng nó quá đặc biệt và nó quá vĩ đại. Và xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tường trình của Thu Nga. Quý vị đang thấy là chúng tôi đứng ở trong phòng khánh tiết
của Grand Ambassador Hotel. Và đêm hôm nay thì có một cái banquet để mà chào mừng lần thứ 33 của hội 5F. Thì thưa anh Lại Đình Đáng, anh là một trong những hội viên, thì anh thấy rằng cái cảm tưởng của anh khi mà anh bước vào đây là anh thấy những đồng nghiệp của anh chụp hình đó, thì anh cảm thấy như thế nào anh? Thưa cô Thu Nga, tôi rất là vui được tham dự cái banquet này của cái hội 5F. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự, tôi được mời nhiều lần rồi nhưng mà cũng ngại ngùng bây giờ mới được đi. Nhưng mà sau khi đi rồi mới thấy rằng mọi người, mọi nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới rất là friendly, vui vẻ với nhau và rất là dễ thương. Xin cảm ơn quý bạn cũng đi với chúng tôi, và nhất là cảm ơn ông thầy Tony Lê Kim Thuận đã dìu dắt chúng tôi đến với hội phép này. Như vậy thì cái hội nhiếp ảnh như vậy là hàng năm mình có, họ có tổ chức gì, những cái cuộc thi gì hay không thưa anh, mà mình có phải bắt buộc phải tham gia không? Hàng năm thì phép nó rất có nhiều cuộc thi, thì tùy mình muốn tham gia hay không là tùy mình thôi, không phải bắt buộc. Thì mình tham gia nhiều thì mình được trúng giải hay là không trúng giải đó là tùy tài năng của mình. Nhưng mà mình là hội viên, mình có quyền thi tất cả các salon của phép trên toàn thế giới, bởi vì không phải là chỉ có phép ở bên Pháp là tổ chức được thi đâu, nhưng mà trên toàn thế giới mọi cái salon mang tên phép đều có tổ chức được thi hết. Vâng, và chị, và chị có thể là cho biết là cái cảm tưởng của chị khi mà ở đây cũng đã mấy ngày rồi, ở tại Đại Hàn này đó, thì chị cảm thấy rằng nó có gần gũi với là người Á Châu của mình hay không, hay cảm giác của chị như thế nào? Dạ thưa chị Thu Nga, ở đây thì cái này thuộc về International Convention, thành ra nó rất là nhiều người ở các nước khác, mà có nhiều cái quốc gia rất là lạ, nhưng mà rất là vui, và đa số cũng tôi thấy rằng gần gũi là tại vì ai cũng đến với mình với cái tình thân hết. Dù dạ, còn mấy ngày hôm nay đó thì ở bên Nam Hàn này thì rất là đẹp và thành phố xá rất là rộng lớn và sạch sẽ. Thì anh thấy con gái Đại Hàn có đẹp giống như là trong những cái cuốn phim Đại Hàn không? Dạ, ở ngoài trong phim Đại Hàn thì thấy đẹp thiệt, nhưng qua bên này tôi thấy thua gái Việt Nam xa chừng. Dạ thưa chị, hình như là chị là một trong những hội viên phải không, hay là anh là hội viên, hay là cả hai người ạ? Dạ thưa tôi là hội viên của FIAP member. Thành ra kỳ này chúng tôi đi là lần đầu tiên để đến một cái nước hơi xa với lại quê hương mình đang ở là bên Mỹ. Thì là chúng tôi có trong hội từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên là họ mời thì tôi thấy thuận tiện để cho biết thêm cái nước Đại Hàn này đó, thành ra chúng tôi đi. Dạ vâng, và mấy hôm nay thì chúng ta cũng đã ở đây được tới mấy ngày rồi, thì chị nhận xét là phố phường của Đại Hàn và người dân Đại Hàn như thế nào thưa chị? Dạ, phố phường thì họ có vẻ là họ bành trướng và lớn mạnh, hoặc cái sự xây cất của họ rất đẹp và ngăn nắp. Và dân chúng thì họ rất là discipline, tức là họ giữ gìn trật tự và họ rất là có cái tinh thần trách nhiệm. Dạ vâng. Thưa anh thì anh có tham dự những cái buổi mà thi nhiếp ảnh hay là chị có một mình thôi? Và khi mà chị chụp ảnh thì là anh có giúp cái gì hay không thưa anh? Tôi thì cũng có chứ. Tôi là người luôn luôn vác đứng lưng cho lưng bãi, vác đồ cho bãi. Và tụi tôi cùng tốt nghiệp VNVS ở Hoa Thành Đốn cả. Yeah, it's a very nice project and the dancer very nice. New information for us. Why you like to take a picture? What the reason? To see my country, what traditional in Korea. Yeah. So where you came from? Saudi Arabia. Oh, okay. Thank you very much. Nice. Thưa quý vị, và trong buổi tiệc tiếp tân này thì chúng tôi hân hạnh được quen với lại thầy Thuận. Dạ vâng, thì xin thầy có lẽ là cho biết, chúng tôi cũng kêu theo bạn bè đó là thầy luôn, thì không biết rằng thầy đã gia nhập cái hội mà 5F này bao lâu rồi, và thầy cảm tưởng như thế nào đêm hôm nay cái banquet này?
Dạ, tôi gia nhập với hội FIAP này cũng khoảng gần 30 năm rồi. Wow. Dạ, và hoạt động khắp thế giới. Và tôi đã nhờ FIAP cũng như là đã họ mời tôi đưa ra tổ chức cái hội ICS ở tại Mỹ và hoạt động liên hệ với các bạn Nam Châu. Dạ, vì cảm tưởng hôm nay chúng tôi rất là vui mừng là có cái đài của quý anh chị đến đây để phỏng vấn. Thì thầy có muốn nhắn nhủ với những người nào mà mê nhiếp ảnh, thích chụp ảnh điều gì hay không ạ? Dạ, thì cảm ơn là xin chào quý vị khán thính giả của đài SBTN. Là chúng tôi muốn đưa cái vấn đề nhiếp ảnh này, để vấn đề là cross-cultural education đó, cho tất cả mọi người đều cùng học về nhiếp ảnh và tạo cho cái điều kiện cùng vui. Mà nó hobby một nó không có bảo vệ được gia đình. Dạ, hạnh phúc mà mình sức khỏe mình được tốt đẹp hơn. Dạ, dạ vâng. Dạ, dạ vâng. Dạ, dạ. Dạ vâng, còn chị thì chị thấy là khi mà, dạ vâng, khi mà anh đam mê về cái ngành mà nhiếp ảnh đó, thì chị cảm thấy như thế nào và chị có thích chụp ảnh không? Dạ, dạ thưa Hồng Nguyên xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN. Hồng Nguyên thật là một cái vinh hạnh được làm một cái người bạn đời của anh Tony Lê Kim Thuận. Và anh chẳng những là một người tài hoa về nhiếp ảnh mà còn là mang đến cái danh dự, cái vinh hạnh cho người Việt Nam của mình nói riêng và tất cả những người trong cái ngành nhiếp ảnh trên thế giới. Dạ, yeah. Thành ra Hồng Nguyên rất là đam mê và đang học hỏi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tường trình của Thu Nga về đại hội lần thứ 33 của hội nhiếp ảnh gia toàn thế giới, và phần tường trình của Thu Nga đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.